Vinhome là doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường với tiềm lực kinh tế rất mạnh mẽ, quỹ đất rộng và khả năng triển khai dự án rất tốt của ba lãnh đạo. Vậy có nên đầu tư cổ phiếu Vinhome hay không? Ưu và nhược điểm khi đầu tư cổ phiếu này là gì? Thì mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nội dung của video ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm 5 phần. Đầu tiên là mình sẽ đánh giá về tài sản và nợ vay của doanh nghiệp. Thứ hai mình đánh giá về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm để xem cái tốc độ phát triển của doanh nghiệp là như thế nào. Thứ ba mình sẽ so sánh về biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về các doanh nghiệp bất động sản thứ tư mình sẽ so sánh mình sẽ nêu ra các vấn đề mà hiện tại Vinhome đang gặp phải và cuối cùng là mình sẽ đưa ra về định giá cổ phiếu để anh chị và các bạn có thể đầu tư Vinhome với cái mức giá tốt nhất thế thì đầu tiên là về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp anh chị và các bạn nhìn vào bức tranh tổng quát về doanh thu và lợi nhuận của Vinhome từ năm 2015 đến nay thì anh chị và các bạn có thể thấy được một điều đó là Vinhome phát triển rất nhanh và mạnh mẽ thể hiện ở việc doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều đặn qua các năm thậm chí là trong năm 2022 là năm mà thị trường bị bất động sản bị ảnh hưởng rất nặng nề nhưng Vinhome thì hầu như không bị ảnh hưởng vì anh chị các bạn nhìn thấy được đó là doanh thu và lợi nhuận của Vinhome trong năm 2022 thì có sụt giảm thôi nhưng không tăng trưởng âm bởi vì là trong năm 2022 có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản trên thị trường thì doanh thu ghi nhận vẫn tăng trưởng à doanh vẫn có doanh thu nhưng mà lợi nhuận bị âm còn ngược lại thì Vinhome chỉ bị suy giảm về doanh thu và lợi nhuận thôi bởi vì là Vinhome đã bán được hai dự án đó là Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3 dự án này đã được ra hàng hết trước cái thời điểm mà thị trường bất động sản đóng băng. Và anh chị và các bạn để ý được đó là từ năm 2015 chỉ bắt đầu với một doanh nghiệp bất động sản ở mức vừa và nhỏ thôi và cho đến năm 2022 thì tốc độ phát triển của doanh nghiệp là đã tăng lên 16 lần, cụ thể là trong năm 2015 thế thì doanh thu của doanh nghiệp đã là là khoảng tầm 5.000 tỷ nhưng mà đến năm 2021 thì doanh thu của doanh nghiệp là đã là hơn 80.000 tỷ thế thì điều này cho thấy được cái tốc độ tăng trưởng rất đột biến cả về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp và đây là mình đánh giá đó là rất ít có các cái doanh nghiệp bất động sản nào trên sàn có được mức tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ như là Vinhome Lý do mà Vinhome có thể phát triển được mạnh mẽ như vậy thì đến từ ngoài cái lý do đến từ việc đó là doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn này, có năng lực triển khai và bán hàng tốt mà Vinhome còn có được cái dịch vụ vượt trội mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể cung cấp được. Và Vinhome thì không chỉ xây nhà lên để bán mà doanh nghiệp này xây dựng cả một cộng đồng dân cư với là rất nhiều tiện ích ví dụ như là trường học này, trung tâm thương mại này, bệnh viện này và một người thì có thể sống cả đời trong hệ sinh thái của Vin. Đây là một lợi thế mà ít có doanh nghiệp bất động sản nào làm được và là cái lý do mà các dự án của Vin luôn thu hút đối với dân cư hay là các nhà đầu tư bất động sản. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua về tài sản của uh, Vinhome Uh, Vinhome là doanh nghiệp có tiềm lực lớn Tuy nhiên thì cũng vay nợ tương đối là nhiều tài sản của doanh nghiệp mọi người thấy là có sự tăng trưởng nhưng mà cũng có sự đồng pha của nợ vay Thế thì tài sản là cái vốn chủ sở hữu là cái cột màu xanh và nợ vay là cái cột màu đỏ đặc biệt là trong năm 2021 anh chị và các bạn có thể thấy được đó là cái nợ vay là cái cột màu đỏ của doanh nghiệp còn ít hơn so với với vốn chủ sở hữu thế thì cái nợ vay chỉ bằng 3/4 so với vốn chủ bởi vì trong năm 2021 là thời kỳ mà bắt động sản sôi động nhất sốt đất xảy ra và vinhome bàn giao được số dự án số lượng căn hộ lớn ở dự án vin smart city nên đem lại doanh thu và lợi nhuận khủng cho doanh nghiệp Tiếp theo ấy, là chúng ta sẽ đi qua về cái nguồn vốn của doanh nghiệp. Anh chị và các bạn có thể thấy được đó là đến 9 tháng đầu à đến quý 3 năm 2023 thì cái nợ phải trả của doanh nghiệp đó là 236.000 tỷ, trong khi thì cái vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 180.000 tỷ nên hiện tại cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Vinhome là 1,3 lần. Cái tỷ lệ này nếu như so với các doanh nghiệp lớn doanh nghiệp bất động sản lớn trong ngành ấy, thì cái tỷ lệ 1,3 lần vẫn ở mức trung bình và ở mức tương đối an toàn. Và anh chị và các bạn sẽ chú ý một cái điểm rất đặc biệt của Vinhome đó là mặc dù cái nợ vay của doanh nghiệp ấy là khoảng tầm 236.000 tỷ nhưng mà chi phí lãi vay của doanh nghiệp đến quý 3 năm 2023 thì chỉ là 716 tỷ thôi và à, anh chị và các bạn thì có thể thấy được đó là nếu như so với cái lãi vay cũng như là cái tổng nợ của doanh nghiệp thì cái chi phí lãi vay của doanh nghiệp đang ở mức thấp cụ thể ấy đó là cái vay ngắn hạn và vay dài hạn của doanh nghiệp chủ yếu là vay ngân hàng và cái khoản vay Ngân hàng của doanh nghiệp ấy là khoảng tầm 35.000 tỷ cho đến quý 3 năm 2023 Và khi mà doanh nghiệp có cái mức vay là 35.000 tỷ Nhưng mà cái tỷ lệ nợ phải trả của doanh nghiệp chỉ là 716 tỷ thôi Thế thì tính ra thì cái chi phí lãi vay chỉ bằng 2% So với cái vay nợ ngắn hạn và vay nợ dài hạn của doanh nghiệp mà thôi Điều này thì cho thấy được đó là doanh nghiệp đang huy động được nguồn vốn giá rẻ với chi phí thấp nên mặc dù là có vay nợ nhiều nhưng mà doanh nghiệp không gặp áp lực lãi vay cao và khi mà cái áp lực lãi vay không quá lớn ấy thì sẽ hỗ trợ được biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Anh chị và các bạn có thể nhìn vào cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp cái so sánh về biên lợi nhuận của Vinhome so với DIG và Nam Long thì Vinhome đó là cái đường màu xanh này là cái biên lợi nhuận của Vinhome thì uh, Vinhome ấy vẫn đang giữ cái vị trí dẫn đầu khi mà duy trì được cái mức biên lợi nhuận dòng khoảng tầm 30 cho đến 80%. Lý do mà mình so sánh biên lợi nhuận dòng của các doanh nghiệp của một số doanh nghiệp bất động sản ấy là bởi vì lên biên lợi nhuận dòng là khi đã lấy doanh thu trừ đi hết tất cả các cả các chi phí kể cả chi phí lãi vay nên là doanh nghiệp nào mà có biên lợi nhuận rộng cao là doanh nghiệp đó kiểm soát được nợ tốt và kiểm soát được cái chi phí lãi vay và mình đánh giá đó là với cái mức biên lợi nhuận dòng của doanh nghiệp có thể duy trì 30% và đỉnh điểm đó là cái năm 2021 là 80% thì Vinhome không những là cổ phiếu bất động sản có hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất trong ngành mà còn là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất cả trên sàn chứng khoán bởi vì cái duy trì được cái mức biên lợi nhuận dòng 30 đến 80% là một cái mức mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được. Là cái điểm tích cực cũng như là điểm cộng đối với cổ phiếu Vinhome. Tuy nhiên thì Vinhome đang gặp một cái vấn đề đó là dòng tiền từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bị âm nặng và liên tiếp âm trong các quý anh chị và các bạn có thể thấy được đó là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp đến quý 3 năm 2023 là âm khoảng tầm là 16.636 tỷ và âm liên tiếp từ năm 2022 sang đến năm 2023. Lý do mà công ty uh, bị âm cái nguồn tiền từ hoạt động đầu tư này ấy, là đến từ cái việc góp vốn đầu tư cho công ty khác và có thể công ty ở đây đó là VinFast bởi vì hiện tại VinFast vẫn là cái hoạt vẫn là công ty trong hệ sinh thái của Vingroup và hoạt động kinh doanh của VinFast bị lỗ nên là VinHome là người anh cả và hoạt động kinh doanh có lãi thì sẽ đứng ra nuôi và chi tiền đầu tư cho VinFast đây là cái tiền đầu tư vào góc và góp vốn vào đơn vị khác cho đến quý 3 năm 2023 là âm khoảng tầm là 12.000 tỷ và gần 13.000 tỷ. Đó là lý do vì sao mà cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì dương và tăng trưởng mạnh nhưng dòng tiền từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bị âm dẫn đến đó là cái tiền mặt, cái tiền ở cái tiền mặt đó là cái tiền và các khoản tương đương tiền của Vinhome trong quý 3 ấy là chỉ khoảng tầm 2.900 tỷ, gần 3.000 tỷ mà thôi từ đó thì có thể thấy được đó là mặc dù doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả và có biên lợi nhuận cao tuy nhiên thì hiện tại vinhome đang phải gánh cái khoản đầu tư cho VinFast nên là dòng tiền từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp đang bị thâm hụt khá là nhiều. Cộng thêm ấy, VinHome là cổ phiếu trụ và có vốn hóa lớn nên được dùng để điều tiết chỉ số nên là cái mức độ tăng trưởng lợi nhuận, cái tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp thì không đồng pha so với mức độ tăng trưởng của cổ phiếu. Anh chị và các bạn có thể thấy được đó là mặc dù là cổ phiếu có cái mức lợi nhuận tăng trưởng rất tốt nhưng mà giá cổ phiếu thì vẫn vẫn bị đổ đèo và vẫn bị giảm là đó là bởi vì cả hai lý do là là bởi vì, vì vì là cổ phiếu vốn vốn hóa lớn và thứ hai đó là dòng tiền của Vinhome vẫn đang bị chảy ra ngoài và nuôi cho VinFast. Tuy nhiên thì mình đánh giá được đó là với cái quỹ đất rộng và tiềm năng của doanh nghiệp và doanh nghiệp hiện tại đang có nhiều dự án lớn đang và sẽ triển khai trong tương lai thì cái tiềm năng của doanh nghiệp là rất lớn. Ngoài ra anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm về quỹ đất của Vinhome và các doanh nghiệp bất động sản khác trên sàn thì hiện tại Vinhome vẫn đang là dẫn đầu với quỹ đất sạch hiện tại lên đến 14.500 hecta và so với các doanh nghiệp khác ví dụ như Nam Long thì hiện tại là cái quỹ đất của Vinhome vẫn cao hơn khoảng tầm 12 lần so với Nam Long à, <laughs> à cao hơn khoảng tầm 12 lần so với Novaland và khoảng tầm là 21 lần so với Nam Long bởi vì quỹ đất của Nam Long chỉ khoảng tầm 680 hecta mà quỹ đất của Vinhome là là 14.500 hectare thì hiện tại là đang cao khoảng tầm hơn 21 lần so với Nam Long. Trong đó thì doanh nghiệp đang có một số dự án đang hoàn thiện và bán sỉ được phần lớn. Ví dụ như cái dự án Vinhome Ocean Park 3 này là có vị trí ở Hưng Yên với diện tích là khoảng tầm 294 hectare với sản phẩm khoảng tầm 9.300 căn thấp tầng và 10 tòa chung cư thì hiện tại là cái số lượng bàn giao của dự án này đã lên đến 51%. Tiếp theo ấy đó là dự án Golden Avenue thì cái dự án này là cái dự án nằm ở vị trí trung tâm của Quảng Ninh ở ở, ở Móng Cái với cái diện tích là khoảng tầm 116 hecta và đến tháng 8 năm 2023 thì doanh nghiệp đã bắt đầu mở bán đối với cái dự án này và cái số lượng căn mà bàn giao ấy đã là khoảng tầm 30% rồi và khi mà doanh nghiệp bàn giao được hai cái dự án ở uh, vị trí có hai dự án với cái vị trí đắc địa cả ở Quảng Ninh và cả ở Hương Yên này thì dẫn đến được đó là cái phần các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp trong quý 3 là đạt khoảng tầm 121.000 tỷ và tăng khoảng tầm 26% so với cùng kỳ. Mặc dù mọi người biết được rằng đó là trong năm 2023 nói chung và quý 3 năm 2023 nói riêng thì thị trường bất động sản vẫn trầm lắng và giao dịch chưa thật sự rôi động thì các sản phẩm của Vinhome là đã mở bán được khoảng tầm 30% hoặc 50% so với tổng số lượng nguồn cung bạn mà doanh mà dự án cung ra thị trường rồi. Từ đó cho thấy được đó là cái mức độ hấp dẫn của các dự án của Vinhome Home. có thể là trong bối cảnh thị trường vẫn đang ảm đạm nhưng mà Vinhome chỉ cần tung hàng ra là vẫn được các cái doanh nghiệp đại lý bất động sản đấy mua xỉ lẻ đó là cái đặc điểm và cũng như là cái ưu thế của Vinhome Ngoài ra thì Vinhome vẫn đang còn 3 dự án lớn nữa sẽ triển khai và các dự án này thì tập trung hai dự án ở Hà Nội đó là dự án Cổ Loa và dự án Wonder Park với cái diện tích của dự án Cổ Loa là khoảng tầm 385 hecta và dự án Wonder Park là 133 hecta và có một cái dự án siêu dự án nữa ở Hải Phòng với diện tích là khoảng tầm 865 ha và ở, ở Vũ Yên. Thế thì cụ thể về các dự án này thì mình sẽ có một cái video chia sẻ và phân tích về các cái dự án này. Này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua về cái phần cuối của video ngày hôm nay, đó là định giá của cổ phiếu Vinhome. Thì đối với các doanh nghiệp bất động sản thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp định giá đó là RNAV. Chúng ta sẽ tính về giá trị của các dự án đang triển khai và các dự án chưa triển khai. Thế thì hiện tại cái giá trị của dự án mà Vinhome đã triển khai là rơi vào khoảng tầm 153.000 tỷ, các cái giá trị của các dự án chưa triển khai là 189.000 tỷ và tổng thêm cái giá trị của uh, một số cái tài sản khác của doanh nghiệp là khoảng tầm 24.000 tỷ thì chúng ta có tổng cái giá trị tiền mà có thể ghi nhận, có thể ghi nhận được đó là của Vinhome là khoảng tầm 367.000 tỷ và trừ đi cái khoản nợ vay của Vinhome thì chúng ta sẽ ra được cái RNAV là khoảng tầm 327.000 tỷ trên cái uh, trên cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp thì chúng ta có được cái giá của cổ phiếu là khoảng tầm 75.300 000 uh, một cổ phiếu 75.300 đồng một cổ phiếu đối với cổ phiếu Vinhome thì hiện tại là cổ phiếu Vinhome đang ở cái mốc gọi là đáy vùng đáy của cổ phiếu anh chị và các bạn có thể nhìn thấy được đó là cái mốc khoảng tầm 40.000 này thì doanh nghiệp đã có khoảng tầm 4 giai đoạn về cái mốc khoảng tầm là 4.000 rồi Ví dụ như là cái giai đoạn thấp nhất là năm 2020 thì cổ phiếu cũng về cái mốc định giá là khoảng tầm 38 40 000 và khoảng tầm trong năm 2023 vùng đáy của thị trường và đáy của cổ phiếu thì cổ phiếu cũng về cái mốc giá là khoảng tầm quanh 40 000 đồng và mình đánh giá đó là cái mốc 40 và cái mốc 38 đến 40 là sẽ là cái mốc đáy trong chung và dài hạn của doanh nghiệp và cái hiện tại là cái chiết khấu của giá cổ phiếu so với cái định giá của cổ phiếu là đã chiết khấu được từ năm đã hơn 50% rồi và và cái vùng này vẫn là cái vùng gọi là giá trị rất hấp dẫn đối với cổ phiếu Vinhome. Anh chị và các bạn có thể nhìn được vào được đó là khi mà cổ phiếu Vinhome chiết khấu về cái vùng đáy thì đã có xuất hiện cái dòng tiền tham gia mua cái cổ phiếu Vinhome này rồi. Tuy nhiên nếu anh chị và các bạn nào chưa tham gia mua được cổ phiếu Vinhome thì mọi người cũng không cần uh, gọi là quá lo ngại vì cổ phiếu đã chạy được từ vùng đáy rồi bởi vì là cái quá trình tạo đáy của cổ phiếu thì sẽ diễn ra trong tầm từ 3 cho đến 6 tháng, nếu nhanh nhất là 3 tháng, còn lâu là khoảng tầm từ 6 tháng cho đến 1 năm. Nếu anh chị và các bạn nào muốn tham gia đầu tư chung và dài hạn đối với cổ phiếu Vinhome thì anh chị và các bạn cứ canh tham gia cái vùng giá quanh quanh 40 cộng trừ là cái vùng giá anh chị và các bạn có thể đầu tư chung và dài hạn với một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam và có quỹ đất lớn như thế này thì anh chị có thể cân nhắc là tham gia được đối với cổ phiếu Vinhome. Và anh chị chú ý là khi mà mọi người tham gia để tránh rủi ro trong ngắn hạn thì mọi người cũng nên phân bổ vốn và chia ra. Nếu anh chị và các bạn nào mua với phương án đầu tư tích sản thì mỗi tháng mọi người bỏ vào một số tiền nhất định và đầu tư đối với cổ phiếu Vinhome này và cái thời gian mọi người nắm giữ ấy là phải trên một năm thì khi đó mọi người mới nên tham gia. Còn ngắn hạn thì đầu tư cổ phiếu Vinhome là sẽ không có hiệu quả cao mà mà cái phương mà cái cổ phiếu này chỉ phù hợp cho anh chị và các bạn nào đầu tư chung và dài hạn. Mọi người tin tưởng doanh nghiệp và mọi người kỳ vọng được cái giá trị mà doanh nghiệp sẽ mang lại cho nhà đầu tư và cho xã hội và cái mức tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong các quý tiếp theo khi mà doanh nghiệp đang có rất nhiều dự án lớn sẽ và sẽ triển khai trong tương lai. Đó là cái chia sẻ của mình về cổ phiếu Vinhome. Nếu anh chị và các bạn nào cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình một like video và một subscribe kênh. Nếu anh chị và các bạn nào muốn đồng hành cùng với mình trong nhóm khách hàng để mình hỗ trợ mua bán, mình tư vấn và thiết kế danh mục đầu tư trong ngắn hạn và cả trung và dài hạn cho anh chị thì anh chị và các bạn có thể là liên lạc với mình qua Zalo số điện thoại mình để trên màn hình để mọi người tham gia nhóm khách hàng của mình và đầu đồng hành cùng mình trong thời gian sắp tới. Điều kiện để tham gia nhóm khách hàng của mình chỉ cần anh chị có tài khoản VPS và gắn IDK 193 là được và mình không thu phí thêm bất cứ một khoản phí nào của anh chị và các bạn. Cuối cùng thì bên mình vẫn đang liên tục tuyển các cộng tác viên làm việc về lĩnh vực chứng khoán Nếu anh chị và các bạn có niềm đam mê về chứng khoán và muốn đồng hành và muốn mình chia sẻ kinh nghiệm thì có thể là đồng hành cùng với team mình nhé. Cuối cùng thì chúc anh chị và các bạn kỳ um, kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và người thân.